Trải qua gần hai mùa giải dẫn dắt Manchester United, những số danh hiệu mà Erik ten Hag mang về cho phòng truyền thống câu lạc bộ chỉ có mỗi Carabao Cup 2023, nên sẽ không tránh khỏi việc niềm tin của người hâm mộ Quỷ Đỏ dành cho vị huấn luyện viên 54 tuổi đang dần cạn kiệt qua từng ngày. Trên sân thì thi đấu trận hay trận dở và lối chơi không được định hình một cách rõ ràng. Giáo án chuyên môn tập luyện thì lại quá khắc nghiệt, dẫn đến tình cảnh các trụ cột liên tục chấn thương dài dằng. Đó là còn chưa kể đến những drama giữa thầy và trò, từ ngôi sao này đến ngôi sao khác, khiến cho phòng thay đồ của Manchester chưa bao giờ bình yên, biển lặng trong suốt cả mùa giải. Chính vì những vấn đề kể trên, giới chủ mới Sir Jim Ratcliffe đã ngoài mặt vẫn thể hiện sự kiên nhẫn dành cho Ten Hag, nhưng sau lưng, bộ sậu của ông đã sớm tìm ra giải pháp lâu dài mà theo tờ Bild của Đức, nhiều khả năng đó sẽ là Thomas Tuchel, huấn luyện viên sẽ rời Bayern Munich ngay sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Lúc này, giới mộ điều đang rất tò mò rằng khi cựu thuyền trưởng của Chelsea cập bến đội chủ sân Old Trafford, Manchester sẽ có một diện mạo mới như thế nào, hay nói cách khác rằng ngôi sao nào sẽ ra đi và ai sẽ ở lại để phù hợp với triết lý mà thầy Tú đề ra. Chắc chắn đó sẽ là một cuộc cải tổ mạnh mẽ và đội hình của Manchester sẽ ra sao nếu như ban lãnh đạo quyết định lựa chọn huấn luyện viên Thomas Tuchel để thay Ten Hag ngay trong mùa giải 2024-2025. Hãy cùng Cả Bóng Đá đi sâu và tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Điểm chung của hai vị chiến lược gia này đó là tình yêu với sơ đồ 4-2-3-1 mà cả Manchester và Bayern Munich đang áp dụng. Nhưng với Thomas Tuchel, Quỷ Đỏ sẽ có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự để lối chơi được cải cách thêm một lần nữa so với thời của Erik ten Hag. Thủ môn Andre Onana. Trải qua gần nửa mùa giải 2023-2024, để một thủ môn từ chỗ là tội đồ trở thành người hùng tại câu lạc bộ, Andre Onana xem ra đã phải rất nỗ lực để nhận về những đánh giá tích cực trong khung gỗ của Manchester như hiện tại. Mức giá 43 triệu bảng trả cho Inter Milan đến giờ cũng chẳng phải là đắt đỏ nữa, vì Quỷ Đỏ đã có một người gác đền, chân tay đều lành lặn theo cả hai nghĩa và sẵn sàng là chỗ chặn đáng tin cậy cho hành trình sắp tới của Thomas Tuchel để ông tập trung vào việc mua sắm những vị trí khác thay vì tiếp tục mua thêm một thủ môn để cạnh tranh với Onana. Bên cạnh bộ kỹ năng toàn diện dưới đôi găng tay, Onana còn là mẫu thủ môn chịu được áp lực giỏi cũng như luôn biết cách đốc thúc đồng đội trong tình thế ngặt nghèo. Đó là lý do vì sao ngôi sao sinh năm 1996 vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò bất khả xâm phạm trong khung gỗ của Manchester mà huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ cực kỳ hài lòng nếu ông đến Old Trafford để làm việc. Hậu vệ trái Miguel Gutierrez. Gutierrez có thể là cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng nếu biết anh đóng vai trò hậu vệ cánh số 1 của Girona ở mùa này thì đó lại là một câu chuyện khác. Việc đội bóng tí hon của tập đoàn City Group vẫn trụ lại trong top 4 La Liga và tràn trề cơ hội có lần đầu tiên tham dự Champions League hoàn toàn là một phần lớn đóng góp của Miguel Gutierrez, dù anh chơi ở vị trí ít được truyền thông quan tâm. Là sản phẩm của Real Madrid đến Girona với mức giá kỷ lục 4 triệu euro so với tài chính của câu lạc bộ thì mới thấy Gutierrez được Dolly đóng giày để trở thành ngôi sao lớn trong tương lai là rất cao. Với chiều cao 1m8, hậu vệ sinh năm 2001 hoàn toàn đủ điều kiện để thích nghi với môi trường khắc nghiệt như Premier League. Đó là còn chưa kể, Gutierrez là hậu vệ nhưng lại sở hữu bộ kỹ năng tấn công sắc bén, từng solo qua một rừng cầu thủ trước khi lập siêu phẩm cho Girona. Và hơn hết, phần thể chất của cầu thủ này luôn là điểm mạnh nhất để giúp cho Gutierrez chưa từng chấn thương kể từ khi thi đấu cho Girona đến nay. Đây là điều mà Thomas Tuchel rất cần khi ông thừa biết Luxor và Tahrir Malaysia chưa bao giờ đủ sức khỏe để cây ải trong cả mùa. Và nếu như Gutierrez cập bến Manchester thì cả hai hậu vệ cánh trái hiện tại của Manchester đều khả năng cao sẽ trở thành kép phụ hỗ trợ cho ngôi sao của Girona tỏa sáng. Trung vệ lệch trái Lisandro Martinez. Thứ duy nhất có thể cướp đi suất đá chính của Lisandro Martinez tại Manchester đó được gọi là chấn thương. Còn khi trung vệ sinh năm 1998 lành lặn, anh luôn đủ phẩm chất để gánh vác hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford bất chấp chiều cao có hạn 1m76 mà thôi. Trước kia khi còn làm việc dưới tư cách thuyền trưởng của Chelsea, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã không ít lần đưa hậu vệ cánh phải Cesar Aspilicueta vào đá trung vệ để tận dụng khả năng bọc lót lẫn chơi chân có đầu óc của cựu đội trưởng The Blue, dù anh cũng chưa cao tới 1m8. Nói vậy để thấy Martinez không những không bật bãi khỏi đội hình chính của Manchester dưới triều đại thầy Tú, mà anh còn là trái tim nơi hàng phòng ngự, sẵn sàng lao vào cướp lại trái bóng bằng tài năng và độ xoay sở khéo léo của mình. Và nếu như Lisandro Martinez gặp bất lợi trong không chiến thì cũng chẳng sao, vì người đã cặp với anh hứa hẹn sẽ khỏa lấp được điều đó. Trung vệ lệch phải Edmund Tapsoba. Nếu muốn biết Edmund Tapsoba phòng ngự xuất sắc đến cỡ nào thì hãy nhìn vào chuỗi bất bại dài nhất thế kỷ 21 lên tới 45 trận mà chưa có dấu hiệu dừng lại của nhà vô địch Bundesliga Bayer Leverkusen trên mọi đấu trường để tạo ra một bản CV chất lượng để nói về chàng trung vệ này. Trong bối cảnh Juni Evans, Raphael Varane chưa chắc chắn ở lại mà tới mùa sau, Willy Kamwala thì vẫn cần thêm thời gian để phát triển, mà Harry Maguire cũng như Victor Lindelof dù thi đấu tương đối ổn định
nhưng cũng chẳng phải là phương án lâu dài khi cả hai ngôi sao đều đã ngoài 30. Chính vì vậy, Edmund Tapsoba đang là một trong những món hàng hot ở vị trí trung vệ mà Man United hứa hẹn sẽ phải cạnh tranh cùng nhiều ông lớn khác để có được chữ ký của cầu thủ này. Quốc tịch Burkina Faso cũng không làm cho ngôi sao của Bayer Leverkusen trở nên nhỏ bé khi trung vệ sinh năm 1999 cao đến 1m94, nặng 85kg. Dù vậy thì Tapsoba cũng không hề chậm chạp như những hộ pháp khác mà lại có tốc độ quá tốt với một trung vệ thòng chính hiệu. Và khi đá cặp cùng Lisandro Martinez, Tapsoba sẽ có được một đối tác cực kỳ ăn ý tại Man United mà Tuchel chắc chắn sẽ muốn có anh ngay khi ông nhậm chức. Hậu vệ cánh phải Diego Dalot tự cố cứu lấy sự nghiệp của mình tại Man United bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi. Diego Dalot hiện tại đã trở thành hậu vệ cánh phải số 1 của Man United, dù rằng Aaron Wan-Bissaka có nhìn hơn anh ở mặt trận phòng ngự. Đây không phải là do Ten Hag ưu ái Dalot, mà đơn giản hậu vệ sinh năm 1999 tấn công biển rất tốt, nên dù có làm việc dưới thời Tuchel, ông cũng chẳng phải lăn tăn đi tìm kiếm một hậu vệ ngôi sao khác. Lý do là bởi tại Man United, nếu như muốn công thì có Dalot, còn muốn thủ thì có Wan-Bissaka, cứ vậy mà triển khai ý tưởng. Tiền vệ phòng ngự Kobbie Mainoo, trong bối cảnh Casemiro thì quá già, Sofyan Amrabat thì lại quá gà. Bất ngờ Kobbie Mainoo nổi lên như một tiền vệ đẳng cấp vượt qua số tuổi 18 để trở thành trụ cột của Man United trong mùa giải 2023-2024. Là mẫu chân truyền số 8 lai số 6, cứ đặt Mainoo ở tuyến giữa thì nhạc nào anh cũng sẽ nhảy được. Nên chắc chắn cậu bé vàng từ lò Carrington hứa hẹn sẽ làm hài lòng Thomas Tuchel ngay khi ông gặp gỡ anh. Nên nhớ rằng hàng tiền vệ của Man United đang là tuyến cần cải tổ mạnh mẽ nhất, và việc lấy Kobbie Mainoo làm thước đo xem ra chính là phương án lý tưởng nhất nếu như huấn luyện viên người Đức muốn xây dựng một đế chế lâu dài tại Old Trafford. Tiền vệ trung tâm Stephen Thuram. Câu chuyện của nhà Thuram trong làng túc cầu đến nay vẫn còn được tiếp diễn khi Nilian Thuram vốn là một hậu vệ huyền thoại, thì đến đời con ông, chúng ta đang đi trên con đường của cha mình nhưng là để tự viết tiếp câu chuyện cho bản thân. Và ngôi sao mà Man United để mắt tới là Stephen Thuram, em trai ruột của nhà vô địch Serie A 2023-2024 cùng Inter Milan, Marcus Thuram. Sinh năm 2001 và đang chơi bóng tại Ligue 1 trong màu áo của Nice. Stephen Thuram chẳng phải một hậu vệ như cha mình hay chơi ở vị trí tiền đạo như anh trai, mà anh lại chọn cho mình hướng phát triển là một tiền vệ trung tâm để tạo ra dấu ấn riêng biệt. Stephen Thuram là mẫu tiền vệ đa năng, có thể đáp ứng nhiều công việc. Anh được đánh giá cao ở khả năng đánh chặn với sự lì lợm và sức cản lướt tốt, tranh chấp mạnh mẽ, những chơi bóng cực kỳ đầu óc. Nên nhớ giờ Nice là sân sau của Man United vì Sir Jim Ratcliffe là người tối quan trọng ở câu lạc bộ này, nên chỉ cần tu khở thích, con đường để Stephen Thuram đến với Man United đá cặp cùng Kobbie Mainoo là điều gì đó khá dễ để xảy ra. Tiền vệ tấn công Bruno Fernandes. Tạm thời Bruno Fernandes vẫn là trụ cột không thể thay thế tại Man United khi anh vừa là đội trưởng, vừa là một trong những người có thể trạng tốt nhất để cày ải nơi vòng cấm của đối phương nhất mà huấn luyện viên Erik ten Hag có vào lúc này. Trước khi huấn luyện viên Thomas Tuchel sớm tìm ra một tiền vệ tấn công chất lượng khác để thay thế cho Bruno trong tương lai gần, chứ không thì anh vẫn đóng góp vai trò quan trọng nơi tuyến giữa của Man United, nhất là khi tiền vệ sinh năm 1994 đã thấm nhuần vị trí của mình trong sơ đồ 4-2-3-1 qua 3 đời huấn luyện viên tại Old Trafford. Tiền đạo cánh trái Alessandro Garnacho. Việc bị luật công bằng tài chính FFP dòm ngó ngày càng gắt gao hơn chắc chắn sẽ khiến cho ban lãnh đạo của Man United khắt khe trong việc chi tiền cho hàng công, nơi mà họ đã bỏ ra quá nhiều trong vài mùa giải gần đây. Chính vì vậy mà Alessandro Garnacho nghiễm nhiên sẽ là phương án lâu dài khi sao trẻ sinh năm 2004 đang ngày càng toàn diện và hoàn thiện bộ kỹ năng chơi bóng bên hành lang cánh trái của mình. Rất có thể Marco Rashford sẽ trở thành vật tế thần để Man United có thêm tiền chi cho tuyến dưới và tiếp tục tin vào đà phát triển của Garnacho trong triều đại mà huấn luyện viên Thomas Tuchel xây dựng. Tiền đạo cánh phải Jadon Sancho. Là phản đồ trong tay Erik ten Hag và đang bị đày ải sang tận Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund, nhưng Jadon Sancho lại đang trả đũa ông thầy của mình bằng cách cùng đội bóng áo vàng đen chơi tại bán kết Champions League sắp tới. Do còn hợp đồng mùa hè năm 2024, Jadon Sancho sẽ quay lại Man United, và nếu như ten Hag vẫn còn giữ ghế thì việc anh ra đi có thể là chuyện cần huấn luyện viên 54 tuổi giải quyết nhanh gọn lẹ. Nhưng nếu Thomas Tuchel đến, tương lai của Sancho có thể sẽ được xem xét lại một lần nữa. Dù gì, Antony cũng chẳng có nổi suất đá chính trong tay Ten Hag, huống gì là cạnh tranh với ngôi sao sinh năm 2000. Cần biết là Thomas Tuchel cũng đã có đủ thời gian quan sát Sancho trong lần Bayern Munich tiếp đón Dortmund hồi cuối tháng 3, nên ông có thể sẽ cho anh cơ hội làm lại sự nghiệp tại Man United thêm một lần nữa. Tiền đạo cắm Rasmus Højlund. Cuối cùng thì nơi cao nhất trên hàng công sẽ là bất gì bất dịch khi đó được lĩnh sướng bởi Rasmus Højlund, chân sút có nhiều tiềm năng để trở thành một ngôi sao lớn tại Old Trafford. Với việc Martial chắc chắn ra đi cũng như Rashford đang có một tương lai bỏ ngỏ, thì trọng trách tiền đạo cắm gần như chỉ còn một mình Højlund quan xuyến.
Có thể huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ mang về thêm một trung phong nhằm chia lửa với tiền đạo sinh năm 2003, nhưng chắc chắn ông sẽ không làm gì để cản trở đà phát triển của Højlund, vì Manchester đã chi tới 75 triệu euro để mang anh về từ Atalanta và ban lãnh đạo đội bóng cũng sẽ không muốn phải bán lỗ thương vụ này. Và trên đây có thể là định hướng ban đầu về đội hình mạnh nhất của Manchester nếu như Thomas Tuchel đồng ý tiếp nối Erik ten Hag để phục hưng đế chế quỷ đỏ. Mọi chuyện sẽ còn phải trông chờ vào câu trả lời của huấn luyện viên người Đức, cũng như ý định thực sự của ban lãnh đạo rằng họ có muốn bén duyên cùng nhau để thấy một màn tớt khác trước hay không. Mọi chuyện sẽ được rõ ràng hơn vào giai đoạn mùa hè 2024 trở đi.